Tại sao Messi gia nhập đội bóng bét bảng của MLS mà không phải là Barcelona hay Al Hilal? Chẳng phải là Barca, mái nhà yêu dấu của M10, cũng như không phải Al Hilal, câu lạc bộ hứa hẹn trả cho anh 400 triệu euro một mùa, mà Inter Miami, đội bóng do David Beckham làm chủ, mới là điểm đến tiếp theo của nhà vô địch World Cup 2022. Đích thân chủ nhân 7 của áng vàng thế giới đã lên tiếng xác nhận thông tin này. Trước đây, Messi cũng từng tiết lộ mong muốn được chơi bóng ở xứ sở cờ hoa. Inter Miami có nhiều lợi thế trong việc theo đuổi Messi, khi chủ tịch David Beckham có mối quan hệ tốt với Messi và siêu sao người Argentina đã có nhà tại thành phố Miami. Hiện nay vẫn chưa có thông tin chi tiết về bản hợp đồng giữa M10 và câu lạc bộ này. Tuy nhiên, Sport đưa tin Inter Miami được cho là đã đưa ra một đề xuất dài hạn với bản giao kèo, ít nhất là 3 mùa giải với giá trị 50 triệu euro một năm. Qua đó, đưa Messi trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất MLS. Ngoài ra, hợp đồng có khả năng cài thêm điều khoản cho Barca mượn Messi để lách luật công bằng tài chính. Cũng trong buổi họp báo này, Messi chia sẻ rằng bản thân mình còn nhận được nhiều lời đề nghị khác. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Inter Miami là sự lựa chọn phù hợp nhất. La Liga nói chung và Barcelona nói riêng đơn giản là điều không thể. Theo nguồn tin từ thành phố Barcelona, thương vụ tái hợp Messi rất khó thành hiện thực. Barca không thể đảm bảo sẽ đăng ký Messi kịp thời cho mùa giải mới. Hiện Barca vẫn đang vượt trần lương quy định của La Liga dựa trên hiệu suất tài chính của câu lạc bộ trong những mùa giải gần đây. Do đó, họ không được đăng ký cầu thủ mới. Đây cũng là lý do khiến Messi phải ra đi vào năm 2021. Năm ngoái, câu lạc bộ này cũng đã vung tiền để chiêu mộ Lewandowski, Rafinha, Frank Kessié, Andreas Christensen và Jules Koundé. Tuy nhiên, họ chỉ kịp đăng ký các cầu thủ này ít ngày trước khi mùa giải bắt đầu, khi kích hoạt đòn bẩy kinh tế lần 3. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, năm nay Barca vẫn tiếp tục vướng phải các quy định tài chính. Vì vậy La Liga đã thông qua một kế hoạch khác để giúp nhà đương kim vô địch có thể đăng ký được các cầu thủ trong mùa hè này. Barca sẽ được chi 40% trong tổng số tiền bán hoặc cho mượn các cầu thủ, tức là Barca không được đăng ký cầu thủ lương 40 triệu euro nếu họ bán cầu thủ khác để giảm 100 triệu euro trong quỹ lương. Kế hoạch này sẽ giúp cho Barca đăng ký được những cầu thủ như Gavi, Ronald Araujo, Sergi Roberto và Marcos Alonso. Đồng thời, họ cũng sẽ có thêm sự phục vụ của Iniesta Martinez từ Athletic Bilbao. Vì vậy, để ký với Messi, Barca sẽ phải tìm thêm giải pháp mới. Messi và Barca đạt thỏa thuận miệng với nhau với mức lương 21 triệu euro một năm, đồng nghĩa Barcelona sẽ giải phóng khoảng 70 triệu bảng trong quỹ lương. Messi muốn nhanh chóng chốt tương lai, trong khi Barca thì không có nhiều thời gian làm việc này. Đặc biệt, huấn luyện viên Xavi còn chưa kịp nói chuyện với một số cầu thủ mà ông muốn đẩy đi như Ferran Torres, Frank Kessié hay Ansu Fati. Cách duy nhất để Messi gia nhập câu lạc bộ xứ Catalonia là chờ đợi để đội bóng này bán những cầu thủ họ muốn. Tuy nhiên, Messi không thể đặt niềm tin tuyệt đối vào Barca. Hai năm trước, Barca đã không đăng ký cho Messi thi đấu nhưng lại buộc anh phải ra đi vào phút chót. Nguồn tin thân cận với Messi thì lại chia sẻ, năm 2021 mối quan hệ giữa La Liga và Barcelona cũng có vẻ tốt đẹp, nhưng họ đã đá chúng tôi. Giờ, bạn hy vọng điều gì khi mối quan hệ này đang đi xuống? Messi cũng chia sẻ, tôi muốn ở lại, nhưng với cái cách tôi từng rời câu lạc bộ thì tôi không muốn rơi vào cảnh tương tự. Tôi không muốn chờ đợi thêm bất kỳ điều gì có thể xảy ra và phó mặc tương lai cho một ai đó. Những vấn đề khiến Messi quay mặt với Barca. Khi mọi thứ vẫn chưa rõ ràng về đích đến của mình, anh cho biết vợ và các con của mình rất vui mừng, háo hức trước thông tin siêu sao người Argentina trở lại thi đấu cho Barcelona. Thực tế, gia đình Messi không quá phấn khích khi mọi người quá chắc chắn. Họ cũng ủng hộ và quyết định của cả gia đình chứ không phải của mình Messi. Messi nói về quyết định tương lai chuyển đến Miami. Việc không gia nhập Barca sau khi trở thành cầu thủ tự do một lần nữa được Messi nhận định là do đội bóng xứ Catalan chưa làm hết khả năng để đưa anh quay trở lại. Điều này khiến cho anh lựa chọn thỏa thuận với Inter Miami. Trước khi chấp nhận đến Inter Miami, Messi không chỉ nhận lời đề nghị từ Barca mà Al Hilal cũng có những lời đề nghị đến cho Messi. Tôi đã quyết định rằng mình sẽ đến Miami. Tôi vẫn chắc chắn hoàn thành tất 100% khi thiếu một số thủ tục nhưng chúng tôi tiếp tục con đường. Sự thật là tôi đã nhận được những lời đề nghị khác từ một số đội bóng châu Âu. Tôi thậm chí không quan tâm vì đó là châu Âu. Mong muốn của tôi ở châu Âu chỉ có thể là Barca. Sau khi vô địch World Cup và không thể tới Barca, tôi muốn tới MLS để trải nghiệm thứ bóng đá theo một cách khác và tận hưởng từng ngày khi có cùng trách nhiệm và khát khao chiến thắng với tâm sự thoải mái hơn. Dù đến Miami nhưng Messi vẫn không giấu ý định giải nghệ ở Barcelona. Tôi muốn có một buổi chia tay đáng nhớ như Sergio Busquets, Gerard Piqué, Andres Iniesta hay Xavi từng nhận được. Vì tôi xứng đáng với điều đó, Leo sẽ ra mắt đội bóng mới vào ngày 21 tháng 7 trong trận đấu giữa Miami và Cruz Azul ở League Cup. Giá vé tăng ngay lập tức sau tuyên bố vào đầu thứ tư của Messi rằng anh sẽ tham gia Miami. Trận đấu đầu tiên của anh sẽ là vào ngày 21 tháng 7 trong League Cup.
giá thấp nhất cho một vé xem trận đấu vào thứ ba chỉ là 29 đô, nhưng vào thứ tư giá đã tăng lên 329 đô la, một bước nhảy tăng 1,34% theo Ticket. Còn giá trên Vivisis, giá trung bình cho một vé xem trận đấu đã tăng lên khoảng 205%, từ 122 đô vào chủ nhật lên 373 đô vào thứ tư. Các trận đấu trên sân khách của câu lạc bộ này cũng chứng kiến mức tăng lớn nhất, bao gồm chuyến thăm của đội khách New York Red Bulls vào ngày 26 tháng 8, chuyến thăm của họ tới Nam California để đối đầu với LA FC. Hiện tại có thể nhận định rằng trận đấu của MLS đang được định giá rất cao. Kai John, giám đốc thương hiệu của The Ticket: "Chúng tôi đã thấy giá vé của Inter tăng vọt gần như là ngay lập tức khi có thông tin Messi đang muốn gia nhập câu lạc bộ. Với vị thế được cho là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới của mình, mỗi khi Inter Miami thi đấu trên sân khách, chúng ta sẽ thấy giá vé phá kỷ lục."